Cuối cùng ngày này cũng tới. Giờ thì mình đúng là một minh vương tín hiệu. Tao không cần nói phai, hơi non. Không chơi điện thoại thì ta xem tivi. Ô thằng này. Bà khoan đã, bà không nhìn thấy gì đấy à? Ôi trời, mày sao mà? Bà đã sợ chưa? Từ hôm nay cháu sẽ làm chủ nhà này. Bà ơi, cho cháu vào đi. Không. Rồi cháu cùng bà chơi học viện Bá Vương Mobi, game đấu tướng đa vũ trụ có hơn 100 nhân vật từ 40 bộ anime nổi tiếng nhất mà bà hay chơi ấy. Ô được, thế thì mẹ vào solo với tao. Hey, cháu thắng rồi nhá.